Chào các bạn, đây là chiếc điện thoại Samsung Way S8005. Cái sản phẩm đầu tiên sử dụng hệ điều hành 3D mà Samsung cho ra mắt tại hội chợ công nghệ vào tháng 2 vừa rồi. Và đây là chiếc 8530, chiếc Way 2, 2 la mã chứ không phải là 2 thường. Ừ, 2 thường là một chiếc máy Samsung khác. 2 la mã này cũng sử dụng 3D nhưng mà phiên bản mới hơn. Và là bản 3D 1.2. Đây là hai chiếc máy. Thì 3D phiên bản 2 hoàn toàn không khác gì thiết bị đầu tiên hết. Ở mặt trước chúng ta cũng có ba cái nút, ở dưới này cũng vậy. Nói chung là toàn bộ các cổng, các phím đều hoàn toàn giống nhau. Ở đây cũng là nút tăng giảm âm lượng, các khóa rồi rắc cắm tai nghe. Ở dưới này cũng vậy, nút nguồn, nút chụp hình hoàn toàn không khác gì nhau. Cái điểm khác biệt duy nhất ở đây chúng ta thấy là một máy màn hình 3.3 inch và một máy màn hình 3.7 inch. Và đây là màn hình Super AMOLED. Ở đây là màn hình Super Clear LCD, một cái tên gọi khác của công nghệ Super, của công nghệ IPS hay là Super LCD trên các máy HTC. Rồi, xin cảm ơn.